gọi nghỉ thì nghỉ, không biết sẽ làm cái gì cho công việc Chúa sắp tới. Thì khi ông sư tuyên bố rằng nghỉ hội thánh, lúc đó ông sư đi giảng ở chỗ một tiểu bang khác, thì khi về chưa bao giờ sống ba mấy năm, chưa bao giờ làm việc gì, quyết định việc gì mà hai vợ chồng không bàn với nhau hết. Mà đó là lần đầu tiên ông mục sư giảng xong, sư cảm động, sư tuyên bố giữa hội thánh là hết nhiệm kỳ này, năm sau tôi nghỉ. Khi ông sư về khóc quá trời, năng nghỉ từ tiền đâu, trả tiền nhà, trả tiền điện, trả tiền gì đủ thứ tiền hết, làm sao ông sư khóc hơn một tháng trời. Và ông sư nói vậy, khóc hoài nó cũng vậy, tuyên bố rồi sao cái chồng mẹ cứ tin cậy nè Chúa. Mà lúc đó tự nhiên các